Như chúng tôi đã đưa tin về việc hai nữ sinh bị gán cho tội danh hiếp dâm nam thanh niên đến chết, ngày hôm nay nạn nhân của việc đã quyết định gửi đơn tố cáo các chủ tài khoản Facebook đã đăng tin không chính xác, khiến cuộc sống của cô bị ảnh hưởng nặng nề. Và trong chiều nay, nữ sinh bị vu khống đã trở về Bình Thuận để làm việc với cơ quan điều tra. Theo đó, nữ sinh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh đã có đơn tố cáo gửi cơ quan công an để điều tra huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận về việc một tài khoản Facebook đã đăng tin không chính xác về cá nhân của cô. Toàn bộ hình ảnh về thông tin phát tán trên mạng xã hội đã được lưu chụp và chuyển đến cơ quan công an. Nữ sinh này cũng đã đề nghị luật sư Nguyễn Thạch Thảo tham gia bảo vệ quyền lợi của mình trong vụ việc. Trong chiều nay, Tuyết Hạnh và gia đình đã từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Thuận để làm việc cùng với cơ quan công an huyện Tánh Linh. Với những chứng cứ và diễn biến vừa qua, luật sư Nguyễn Thạch Thảo cho rằng vụ việc có thể sẽ bị cơ quan công an khởi tố hình sự. Đối tượng tung tin có thể bị khởi tố với tội danh vu khống, khung hình phạt áp dụng có thể là từ 3 tháng đến 7 năm tù. Xin được thông tin thêm là Đại tá Nguyễn Văn Loan, trưởng Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết, Công an huyện Tánh Linh mời hai nữ sinh hiếp dâm một nam thanh niên dẫn đến tử vong đến làm việc là tin thất thiệt. Cơ quan công an đã chỉ đạo lực lượng an ninh vào cuộc điều tra để người tung tin. Trước đó, hơn một tháng, tại địa phương này cũng có tin đồn thất thiệt về một cô gái treo cổ trong rừng Tánh Linh.